Vẫn xin mến chào quý cô chú anh chị cũng như quý khán giả đang theo dõi và xem kênh của Vịnh Vlog. Thì ngày hôm nay Vịnh đang có mặt tại nhà hoàn cảnh của em Tấn. Giống bữa thì Vịnh cũng có ghi hình lên của chú anh chị. Em Tấn cũng bệnh cũng khá là lâu năm, 6-7 năm gì đó. Vịnh có ghi hình lên. Thì ngày hôm nay sẵn tiện thì Vịnh về đây, thứ nhất là Vịnh muốn thăm hỏi thăm sức khỏe của em Tấn diễn biến như thế nào. Cái thứ hai là Vịnh có quay video clip lên, cũng có rất là nhiều khán giả cũng đã đồng tình, cũng đã có gửi một số ít tiền để cho Vịnh qua đây để trao luôn. Cái thứ ba đó là tin vui, Vịnh cũng đã gặp một siêu thầy á, cũng đã nghe Vịnh đã chia sẻ những căn bệnh của em Tấn như vậy, thì siêu thầy đó cũng đã biết cái căn bệnh như vậy rồi, siêu thầy cũng đã hốt một liều thuốc để cho Vịnh qua đây để trao cho em Tấn để sức lên cái vết thương ngoại tử đó để cho khô đi. Bây giờ Vịnh xin mời quý khán giả cũng Vịnh đi vào trong để hỏi thăm sức khỏe của em Tấn như thế nào nha. Rồi kính thưa chú chị, đây là em Tấn nha, bữa Vịnh có ghi hình á. Thì thấy em Tấn vậy mà không có thấy đường nha cô chú anh chị. Ơi anh chào em nha. Chào. Nói chung bữa nay thì anh cũng qua đây là lần thứ hai rồi đó. Muốn để ghi hình lên cho quý cô chú anh chị gần xa đều biết cái hoàn cảnh của em như vậy á. Thì ngày hôm nay thì thứ nhất là anh xuống đây á, là anh muốn hỏi thăm sức khỏe á. Sao rồi, lúc này sao vậy? Sức khỏe cũng bình thường vậy anh, mà có cái mấy vết thương này nó cũng ưa hành hành hoài đúng không? Hàng ngày có uống thuốc không? Có uống thuốc anh, uống thuốc mà chờ nó bị sỏ mũi, viêm mũi, nhức gân á. Thuốc đó rồi, với mà uống thuốc đó ngày nào mới uống hết trơn á. Với vết thương thì ngày nào cũng phải vệ sinh rửa hết trơn á. Ồ vậy đó hả? Ủa cái vết thương đó là mấy cái nào, mấy lỗ? 4-5 lỗ vậy nè, nó lỗ luôn lớn vậy nè. Wow, lỗ luôn lớn gì luôn hả? Nó sâu lắm. Giờ nghe nói anh bữa nay xuống lấy thuốc gì chưa thầy gửi cho gì đó. Đó để sẵn tiện ngày hôm nay tiếng anh muốn xin để ghi hình á cho cô chú anh chị để gần xa đều biết. Đó. Nói chung có duyên lắm á. Để anh quay lên bữa đăng lên cái clip á. Rồi thì có bữa đó cũng vô tình thôi. Đúng rồi. Tình anh đi ngang quay nhà của Thanh đó, rồi anh tưởng em thấy đường, anh nhìn ra giờ đâu có thấy đường đâu. Đúng rồi. Rồi nói chung là anh quay cái clip đó lên á cũng rất là nhiều mạnh thường quân cũng như quý khán giả cũng đồng tình cũng rất là nhiều. Dạ. Bây giờ cũng có một số quý khán giả ở nói chung là hiện tại thì ở Đồng Nai á. Dạ. Ở Đồng Nai cũng có gửi một ít tiền để trao tặng cho em. Dạ, dạ. Rồi có thứ ba là như là mình cũng rất là may mắn đi, bây giờ anh đang tìm được một sư thầy cũng rất là giỏi nha. Ổng đều trị cũng rất là nhiều bệnh. Hôm qua anh cũng qua để ghé nhà ông sư thầy á. Anh cũng có chia sẻ lên, rồi thầy cũng đã đoán chẩn đoán là biết chân rồi. Di mạng tỷ này cũng rất là khó. Thầy nói rất là khó. Thì con nói thì cũng cảm ơn sư thầy cũng gửi thuốc cho em. Thì thuốc này mình sức uống gì anh? Thuốc này có 3 loại thuốc. Dạ. Này sẵn tiện là thuốc là ở dưới đây nè. Chào cô chú anh chị. Thuốc Vịnh đem theo tay của sư thầy cũng đã dặn kỹ càng. Nói chung là bữa chia sẻ video clip lên á, rồi sư thầy cũng đã xem vô cũng đã biết hết trơn rồi. Giờ sư thầy cũng đã đó có ba loại thuốc. Một loại thuốc là đâm để mình sức lên cái vết thương á, vết thương ngoài á. Để cho ngăn chặn những cái rút bài chất độc ra ha. Đúng rồi, rút cái chất độc ra. Còn ở trong lọ này nè. Trong lọ này là thuốc để mình sức vô cái giò mình ha. Cái giò mình bị nứt rồi này kia. Nội ghẻ này kia là sức lên. Sức khô lại. Còn cái thuốc mà trong bị á, thuốc này trong bị đây nè. Thuốc trong bị này để mình nấu lên nha. Nấu lên nấu uống hàng ngày đi. Cái này bổ sức khỏe đồ để cho ăn ngon ngủ á. Ăn ngon ngủ ngon này kia ha. Cái thuốc này nè, còn cái này là phải đắp lên liền đi. Giờ thầy cũng đã dặn như là vết thương bao nhiêu mình đắp lên cái mặt đó. Đắp lên khoảng chừng ông nói là từ 12 đến 24 tiếng được. Thì giấc sáng mình vệ sinh đó, xoay qua ngày sau là mình mới lấy thuốc kìa. Cũng được, đúng rồi. Dạ. Đắp lên nha. Dạ, cái đó em nói với má em là má em biết được nha. Má em cũng hay lắm mà cái hay sức thuốc chứ mà không hay biết không hay thuốc. đúng rồi chứ mình sao mình tai ngang sao biết được. Anh có chia sẻ sư thầy rồi, sư thầy này cũng giỏi á, ông bắt nắm bắt tình hình ông biết liền. Ông nói nếu mà con người mình là lấy tỷ ra là ông nói là xong rồi. Dạ, đúng bây rồi. Giờ ông nói đang có một cái bài thuốc mà nó hiếm, rất là hiếm luôn.
giờ đang anh cũng đang kêu gọi, anh gọi lên rất là nhiều nơi rồi để coi mấy bạn rồi anh em ở trên kia có kiếm được hay không. Nếu mà mình càng kiếm được thì mình rất là hay nữa. Còn mà vết thương của em mà lành đó nghe không? Là em xuống gạch em bò đi phọc hà đó. À. Là dùng hai cái tay là bò đi phọc hà, không có ngồi chỗ gì đâu. À. Còn mà anh sợ bây giờ xuống bò cũng được nè. Mà cái là bò cái là vết thương nó cài đụng vô gạch này kia cái là chảy máu liền. Còn vết thương của em mà nó lành lặn đàng hoàng cái là rồi em bò hòa hòa. Vậy hai cái tay mạnh lắm. Lỗ bự lắm. À. Sức yêu cầu nó thì nó nói ra cái này mình nó chỉ hơi lâu dài chút xíu tại vì cái lỗ nó hút như lỗ nó chắc độc ở trong mấy cái lỗ đó gà gì đó dài sức sức khỏe với thuốc sức huyết nhiều luôn mà người này chỉ thuốc nào cũng sức hết trơn mà sức cơ cũng không á. Rồi bây giờ gặp để coi cái bài thuốc của sư thầy coi như thế nào. Thầy nó cũng giỏi lắm nha, cũng khá là giỏi, không nói chị cũng rất là nhiều bệnh. Có nhiều người lắm rồi đó, có nhiều người nói chung là người dặn như là không có em bé 10 trên 10 năm ông cũng chị được. Trên Sài Gòn nhiều lắm cô, Sài Gòn về nhiều lắm. Bây giờ đang có một bài thuốc nhưng nó hiếm, anh đang gọi lên ở trên Đồng Nai rồi gọi lên Vũng Tàu nhiều nơi lắm. Biết cái gì cô biết gì không? Xương khỉ. Giờ thầy đó hỏi cô coi có quen biết chỗ nào mà có xương khỉ, bộ xương khỉ á. Chỉ có xương khỉ thôi, chỉ có xương khỉ. Dạ. Thì có xương khỉ là mới bội bổ được lại cái tỵ á, dạ tỵ. Đó, bây giờ sẵn tiện đây mình đang nói trên clip á, có cô chú anh chị nào có nhận như có bộ xương khỉ á, có thể liên hệ Vĩnh để xíu nữa Vĩnh gắn số điện thoại để trên màn hình. Rồi có cô chú anh chị nào có bộ xương khỉ có thể liên hệ với em. Đi làm bài thuốc để trị cho em Tấn. Dạ. Thì hàng ngày cũng dùng cơm bình thường vậy hả? Có bình thường, sức khỏe bình thường vậy đó anh. Mà có cái mà mấy cái thường có hành khó chịu cũng chết luôn. Còn là kinh nó lên không á? Không, bây giờ nói chung là mình cũng muốn tính để cho em Tấn chia sẻ từ đầu nhưng mà chắc khỏi đâu. Tại vì video clip của anh Hoàng Trung TV cũng đã có ghi hình á. Nếu mà cô chú anh chị có muốn biết từ đầu đến cuối là câu chuyện của em Tấn phát bệnh là từ đâu, mấy năm gì đó, thì cô chú anh chị cứ vào xem của kênh anh Hoàng Trung TV là cô chú anh chị có thể là xem được những cái cảnh của em Tấn chia sẻ từ đầu tới cuối. Còn giờ thì Bệnh không muốn để hỏi thêm nữa. Đó, giờ hôm nay thì Bệnh cũng xuống đây thứ nhất để hỏi thăm thôi, hai nữa có bài thuốc của thầy sư thầy. Em cố gắng là sức vô uống thuốc là đầy đủ nha. Dạ. Giờ cái thuốc này cứ cô nấu lên đi. Dạ. Nấu lên rồi uống hàng ngày, thầy nói uống hàng ngày. Dạ. Cứ uống hàng ngày vậy đi. Giờ bốn thang gì đó. Dạ. Cứ nấu. Em cũng cảm ơn sư thầy đã gửi thuốc cho em, cũng ơn sư thầy nhiều, cũng giúp sư thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe thầy. Rồi cảm ơn nhiều nha. Thì nói chung bữa anh đăng cái video clip bữa anh vô thăm em á, thì cũng có số anh chị bên khán giả cũng đã thấy mình thấy cũng đồng tình, cũng đã gom góp nhau á, gom góp nhau cũng đã gửi cho em một số tiền đó, gửi một số tiền. Thì nói chung là anh mới lần đầu được nhận tiền của quý khán giả như Mạnh Thường Vân. Thì nói chung mình cũng có ghi một số tên để trên đây để mình sẵn tiện mình làm video clip này, rồi mình sẽ thông báo trên clip để cho cô chú anh chị để đều biết như vậy á. Trao tiền cho em sao ha. Thứ nhất là xin cảm ơn tới gia đình của cháu Tranh ha, đã giúp đỡ tới em Tấn là 100.000 đồng. Hai nữa xin cảm ơn tới gia đình của chị Cúc là 200.000 đồng. Tiếp theo xin cảm ơn tới gia đình của cháu Loan là giúp đỡ cho em Tấn là được 100.000 đồng. Xin cảm ơn tới gia đình của cháu Hồng là 200.000. Xin cảm ơn tới cháu Thanh 200.000 đồng. Rồi xin cảm ơn tới cháu Hậu cũng là 200.000 đồng. Xin cảm ơn tới gia đình của cháu Đen cũng 200.000 đồng. Cuối cùng xin cảm ơn tới chị Thủy rất là nhiều. Chị Thủy cũng là người đầu tiên để gom góp và kêu gọi anh em ở trong đó để giúp cho hoàn cảnh em Tấn. Chị Thủy trong đó là gom góp được 500.000 đồng của chú anh chị. 500.000 đồng. Tổng số tiền của chú anh chị quý khán giả đã gửi cho Vinh Dĩnh để gửi cho Tấn là tổng cộng là được 1.700.000, là được 1.700.000 của chú anh chị. Sẵn tiện đây mình đếm số tiền này để sẵn tiện gửi cho em Tấn luôn nha. Đây là
một triệu nè, triệu một, triệu hai, triệu ba, triệu tư, triệu rưỡi, triệu sáu, triệu bảy. Đây là triệu bảy nha, triệu bảy là quý khán giả mình ở trên Đồng Nai á, ở trên Đồng Nai đã gom góp là gửi cho em được triệu bảy. Đây 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 anh ở tặng cho em luôn nha. Dạ vậy em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã gửi cho em được 1,7 triệu để em mua thuốc uống với mua đồ vệ sinh cá nhân của em. Em muốn cảm ơn rất là nhiều, chúc Mạnh Thường Quân dồi dào nhiều sức khỏe và gia đình luôn luôn nhiều hạnh phúc. Dạ thì em xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn Trấn nhiều ha. Dạ. Có gì gửi cho khán giả mình biết không? Hát một bài là tặng cho khán giả chứ. Hát, hát. Anh nghe nói là Trấn hát hay lắm á. Vì hát bài nhiều bài để nhanh nhớ nhiều. Hát bài Nghĩa Mẹ được không? Nghĩa Mẹ cũng được. Nghĩa Mẹ hát đi ha. Mẹ thuộc cái nào mình hát cái đấy đi. Rồi mình Trấn hát nha. Vậy với em xin gửi cho Mạnh Thường Quân và quý bà con cô bác một bài ca, đó là Nghĩa Mẹ. Xin các Mạnh Thường Quân cùng nghe. Ngày nào con bé trong con tay mẹ kèo kè khơi ấm chưa hè mẹ gu, ôi tiếng ầu ưa thiết tha năm tháng lời mẹ vẫn gu, mong con ngày trưởng thành cuộc đời xương xó tóc mẹ bạc màu. Nàng vắng đói gan tao từng nuôi con, ôi những mùa đông buốt xa hơi thở mẹ sưởi ấm con tròn giấc mơ dài. Mẹ ơi mẹ là dòng suối ngọt ngào chảy vào tim con. Mẹ ơi bao năm qua lời mẹ vẫn ru, mong con ngày trưởng thành nhớ lòng mẹ mong, rồi khi con lớn con rời xa mẹ còn đau hơi ấm những ngày trong nôi, cho dấu đời bao đói thôi con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ hiền. Wow, hay quá. Cô chú anh chị như khán giả có nghe em Trấn hát hay không? Quá hay luôn. Cái bài này quá hay, nó lần đầu tiên cũng nghe cái bài này hay thiệt. Hay. Thì bài này chung ra cũng ít người ca lắm, tại bài thuộc lâu lắm rồi. Vậy đó hả? Thuộc lâu lắm rồi. Lâu không còn thanh niên lắm. Cô anh nghe cũng thường xuyên là em hay hát karaoke đúng không? Dạ đúng rồi. Karaoke tới nãy tính lôi cái thùng ra cá nữa đó. Ngày nào cũng ca chứ. Bây giờ thì vợ bỏ thì sống với mẹ, ca mẹ để cho mẹ lo chăm chỉ cho con hàng ngày từ giờ đến tối, rồi để sao mẹ cũng vui lòng vậy thôi chứ lâu lắm làm cho mẹ buồn. Lên là mẹ phá quả lên mẹ lên cũng. Dạ bây giờ chứ giờ bây giờ thì sống thì cũng nhờ giờ có mẹ thôi chứ sao giờ hoàn cảnh mình như vậy rồi cũng sao giờ cũng mong sao mong cái như là thuốc của sư thầy á, mình xuất vô là có khi là giống thuốc thần tiên đi, xuất vô là cái vết thương ngoại tử của mình cái lạnh lặn rồi em có khi em sinh hoạt rồi bò tới bò lui được là cái câu vết thương của em là lạnh là được à. Là nó bò tới bò lui rồi hồi nọ cái mai thầy mai chủ đức thầy cái sáng mắt không chừng nữa sáng dạ đúng rồi thầy nữa. Cũng có nói thầy có chia sẻ trong ra cái nào cũng có cái duyên á đúng rồi như tôi bỏ ổn như anh đi ngang gì đó đúng rồi anh đâu có biết là em thầy không thấy đường đâu đúng rồi anh mới hỏi cái anh đi kia nhìn ra rồi cái anh Tưng đấy. Cái đó là anh tính em đó mà ổng nhìn vậy đâu cũng đâu có thấy đường đâu thì rồi đó. Anh mới đi vô luôn đó thì đó vừa anh thấy ủa thấy mắt là chớp mắt là sáng trăng luôn mà thấy chớp hoài nhìn thẳng mình tưởng đâu thấy đường ủa thật kỳ ta tao thấy mình mà không nói gì hết trơn nó ủa là lạ thấy là lạ đó có chứ vậy thấy không mắt của anh Tấn thấy vậy mà có đâu có thấy đường bị chèn ép dàn kinh ở trong đây nè
Đúng đúng, bây giờ thưa thầy cũng đã nói vậy đó. Bây giờ cứ thứ nhất là bây giờ mình cứ đắp cái thuốc mà vết thương ngoại tử trước đi cho nó khô đã. Cho nó khô cái đã. Để coi tình hình với lại uống thuốc bồi bổ vô thuốc nam á, ăn thuốc mát. Có khi là cái mạch đó là nó nói chung là nó quay lại làm sao? Đúng. Thầy cũng đã nói vậy. Vậy em cũng thứ trước tiên thì em cũng cảm ơn anh Vĩnh đã kết nối với sư thầy với các mạnh thường quân, cũng sư thầy gửi cho em một mớ thuốc để em uống em sớt. Thì em cũng không biết nói gì hơn thì cảm ơn sư thầy, chúc sư thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe và khỏe mạnh, đừng làm từ thiện, đừng giúp đỡ những người bệnh tật như em. Em cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho em được một chút đỉnh tiền để em mua thuốc uống với đồ vệ sinh, cái như băng của em này kia đó. Thì cũng cảm ơn nhiều, cũng chúc cho mạnh thường quân luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình đều hạnh phúc và làm ăn phát tài ạ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi đó, cô chú anh chị đã cũng nghe em Tấn là chia sẻ cũng như chúc tới mạnh thường quân và quý khán giả thấy thấy thương lắm cô chú anh chị đó. Mình nói chung là mình cũng xin thay mặt cho gia đình của em Tấn cũng xin thay mặt như là cảm ơn tới sư thầy cũng rất là nhiều đó. Như hôm qua rồi qua chia sẻ, nói chung là hôm qua qua cũng tối chắc tối rồi, cũng bận công việc rất nhiều quá, cũng gặp sư thầy cũng buổi tối rồi, thầy cũng đã chia sẻ rồi, buổi sáng mình cũng đã chạy lên nhà sư thầy rồi, sư thầy cũng đã đồng tình rồi, cũng đã hốt được thuốc vừa uống và suốt sức với thương ngoại tử. Thì em đi Vĩnh cũng xin cảm ơn tới thầy rất là nhiều. Dạ chúc thầy nhiều sức khỏe thôi, làm ăn phát tài rồi thành công như trong công việc như cuộc sống. Rồi em xin thay mặt cho gia đình em Tấn cũng xin cảm ơn tới tất cả quý khán giả đã bữa em quay video clip lên rồi cũng đồng tình đồng thấy, rồi khán giả cũng đã gửi một ít tiền để cho em Tấn như vậy đó. Em Tấn đã chia sẻ nãy, cũng xin chúc cho mọi người cũng dồi dào sức khỏe rồi làm ăn lúc nào cũng khá giả. Dạ em xin cảm ơn rất nhiều, thay mặt cảm ơn rất nhiều mọi người. Dạ em xin chào mấy khán giả luôn nghe. Rồi nói chung mình cũng xin ghi hình của em Tấn là tới đây thôi, mình cũng xin khép video lại và hẹn gặp lại video tiếp theo để tiếp tục để ghi hình tiếp theo cho quý khán giả xem. Rồi xin chào. Chào khán giả. Dạ em chào khán giả luôn nha. Rồi cảm ơn nha.